Rồi kênh Săn Bắt Miền Quê xin chào các bạn nha. Nay mình lại tiếp tục đi cắm câu các bạn ơi. Giờ cũng tối rồi, cỡ 5 giờ chiều các bạn. Bạn thấy bầu trời giờ tối thui nè. Chiều nay mình tranh thủ mình đi cắm một số cần, và mình có cỡ chục cần thôi. Nay mình cắm một mùa nhái treo nha các bạn. Mình cũng còn mấy nhái rồi. Cắm thêm mùa dế các bạn ơi. Coi cái tối nay mình đi cắm thì có thu hoạch được gì không nha. Địa điểm mình cắm là mình cắm ở cái này, mình cắm ở địa điểm này thấy cũng đẹp quá bạn. Ở cái đường kinh này mình nghe cái lóc táp bụp 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 đây, chắc cũng có cái lóc quá ha. Thôi vậy cắm thôi các bạn ơi. Đó, mình cắm xong được một cần các bạn, nháy treo vậy đó. Rồi tối nay thăm có mình quay lại các bạn xem nha, thăm câu thôi các bạn ơi. Ngày chiều mình có cắm mấy cây cắm rồi, giờ mình đi thăm. Cây đầu tiên mình thăm ở chỗ này nữa các bạn, đầu tiên mình có một cây nha, có dính cá nữa các bạn, dính mà chết rồi. Nằm cây câu nơi cá một chỗ, những cái rô con cái gì vậy mới dính chiều đây, cắm chiều gì mà chết rồi bạn, dưới cỏ tùm lum hết. Cá này cá gì ngộ lắm mày ơi, cá rô ngộ quá ta, đó giờ chưa thấy cá rô kiểu này luôn mày. Kệ dính gì bắt đó. Cá rô này làm như bị đột biến hay gì bạn? Bạn nào có biết cá rô này, cá rô gì nói mình biết nha. Cá rô thì mình biết nhiều lắm, nhưng mà cá này nhìn ngộ quá. Rồi thôi, thăm tiếp bạn. Cá này nhìn ngộ sao? Thăm câu thôi các bạn ơi. Cây tiếp theo mình cắm đây. Thấy nó có nhiệt nhiệt cần như dính nữa bạn. Đó à. Thôi dính thì dính mà, dính rồi. Có lý có lý. Đây dính nha các bạn. Một em cá lóc. Dính đường con nha các bạn, nãy dính cá rô kia, nãy cái thằng Mương Mai dính cá rô mà chết rồi, cá rô lạ quá. Giờ được con này, con cá lóc vậy có lý à. Rồi bắt vô thôi các bạn ơi, bắt vô thăm tiếp. Còn nghe gỗ kiến mà quá thì kiến luôn. Rồi một em nha, một chú cá lóc. Thăm tiếp thôi bạn, thăm tiếp thôi bạn. Đây có con cây à, không có dính không nha, mờ quá bạn. Thăm tiếp thôi bạn, đây có con cây, không biết có dính không, nước giờ ngập lên bên các bạn. Rồi đó có một ếch bự quá các bạn, chạy tiêu rồi. Rồi trên này sảy rồi bạn ơi, sảy rồi, tiếc quá. Rồi đó có một ếch bự lắm.